Hôm nay mình làm món ốc bươu kho sả đó các bạn, kho sả ớt đó ha. Bây giờ mỡ này cũng nóng rồi ha. Ở trong cái tô này thì mình đã ướp là nước mắm, sả ớt với lại một chút bột ngọt, một chút tiêu rồi đó các bạn ha. Rồi bây giờ chảo cũng nóng rồi đó. Giờ mình cho cái này sả với lại tỏi vô trong đây với ớt. Trời ơi, ớt này nhiều quá chắc dít rang miếng quá, để cay phù mỏ quá. Chắc dít rang tí ớt đi. Rồi bây giờ mình cho cái này vô đây các bạn ơi. Cái này mình đã trong cái ốc này nè, đầu ốc này nè, mình cũng đã rửa nước muối rồi nha các bạn. Mình mua ở siêu thị về người ta làm sẵn, xong rồi mình cũng rửa sạch lại nước muối hết rồi nha các bạn, rửa mấy nước rồi đó. Rồi mình ướp gia vị đâu đây đây rồi, rồi xào tỏi với sả ớt rồi cho thơm lên. Rồi giờ thơm rồi đó các bạn ơi, giờ mình cho nó vào đây ha. Thơm quá chừng luôn. Cái này mình ướp có một muỗng muỗng canh nước mắm mà lưng lưng chút xíu, không tới muỗng canh đâu, chừng hơn nửa muỗng nước mắm mà. Tại vì cái ốc này nãy mình cũng rửa nước muối mấy ven rồi đó, sợ nó mặn quá, rửa xả lại mấy ven rồi. Rồi giờ mình ướp có nửa muỗng canh nước mắm mà lưng lưng nè, chứ cô không tới muỗng canh nè. Thơm quá các bạn ơi. Giờ mình đậy lại chút đi ha. Đậy lại chừng chút cho nó thấm gia vị. Mà gia vị nãy mình cũng ướp sẵn hết trơn rồi. Ướp sả, ướp tỏi rồi vô thế này. Món này cũng dễ ăn lắm. Hồi xưa ở dưới quê rồi mấy chị em mình á, hai chị em mình đi xuống mé sông á, tắm sông sông lên hả. Trời ơi, đói bụng á, lục cơm nguội ra. Ăn với lại ốc kho sả ớt này nè các bạn. Mà ốc cũng nguội ngắt à, tại vì hồi xưa nấu bếp củi á, đâu có đói bụng, đâu có chờ nhóm lửa được đâu. Hai chị em mà chăm nhau ăn ngon quá chừng luôn. Cái món ốc kho sả ớt này nè, mình ăn cơm nguội, cơm nóng gì cũng ngon trơn á. Thơm quá chừng luôn. Nhớ hồi xưa ở dưới quê đi tắm sông vui quá. Tắm xong là lục cơm nguội ăn. Rồi mình đậy lại chút xíu nữa đi ha. Hồi xưa nhà mình á, ba mẹ mình á, ở gần bờ sông, ở dưới Sa Đéc á, đi qua Cao Lãnh Mỹ Sương nữa đó các bạn. Hồi tháng vừa rồi, tháng 6 tháng gì đó, mình có đi về quê một lần, đi xe Sa Đéc đi qua Mỹ Sương, đi phà đi qua Mỹ Sương qua sông Tiền đó. Ngon quá trời. Cái này mình ăn bánh mì cũng ngon nữa đó các bạn ơi ha. Cái này mình không có cho nước vô các bạn ơi. Cái này nước trong cái ốc nó tự ra đó, mình kho lại săn lại một chút là được rồi, chứ mình không có cho nước vô. Ướp có chút nước mắm à. Cái này mình kho cho nó hơi rút rút lại một chút nữa là được rồi, đừng có sắc khô quá. Tại vì mình chưa ăn á, cái hơi chừng nào mình ăn mình còn hâm lại nữa, thành ra mình chừa một chút nước. Chứ sắc khô quá tới chừng mình hâm mình lại chế nước vào nữa cái nó cũng mất ngon. Thành ra mình kho nó hơi sợ sợ xuống một chút là được rồi các bạn. Thơm quá chừng luôn, đứng ở đây mà nó cũng bay mùi thơm quá chừng luôn. Rồi vậy là xong rồi đó các bạn ơi. Rồi chừng nào mình ăn thì mình kho nó sắc lại một chút nữa ha. Giờ vậy là chín ngon rồi, thơm quá chừng rồi đó. Giờ mình cho vào đây mấy trái ớt nữa cho nó hấp dẫn.
Rồi chào tạm biệt các bạn ha. Hẹn gặp lại ở những video sau.